Nó vẫn ra hiệu ứng này rất đẹp. Và đẹp. Nhưng mà có ánh sáng cam nó không bị ấy. Cam không bị mờ. Góc gọn đẹp không? Tất nhiên rồi. Này góc 120 rồi. Nhưng mà 11 độ bắc đẹp lắm. Đẹp dã man. Bây giờ cả công ty cam góc rộng hết. Chắc phải đầu tư vào len. Không, giờ cam góc rộng rẻ mà. Bán mẹ em mua con khác. Giờ cũng lên được nốt 10 thôi mới ra. Nốt 10, nốt 10 cộng. Cam góc rộng hết. Nếu là cái gì cũng vậy, cam nó có tí ánh trắng trắng lên lên ảo vãi nhỉ. Đẹp hơn cũ luôn. Đúng rồi, cái kia nó cứ mờ mờ. Nhưng mà thì cái này đang lên nó chưa được. Bởi vì cái này là P5 nó đã nét sẵn rồi. Đúng rồi. Nó đá ánh trắng trắng vào không, nếu mà làm mình ở trong phòng này này, mình nhìn thấy ánh trắng trắng cũng là có khi mình không thích bằng cái lúc mà mình tắt đi đâu. Nhưng mà đúng lại này, nhìn này. Quay vào. Vừa nãy nó không bị hát sáng đúng không, là nó cứ nhòe nhòe nhòe. Ba phòng này em đăng lên chắc lại mẹ siêu con mẹ phẩm. Tôi kêu mình xét mình có quay lại hát không? Đó, mình có cái logo không? Có chứ. À không, thực ra là bọn em cho ăn trộm thoải mái mà. Phát triển ngành nội thất chứ. Quan trọng có cover không mới là quan trọng. Tới không cover cũng tới. Chứ không còn, đấy anh thấy cái phòng hôm nay cái thằng gì đó cũng không? Đâu có phải cứ giống hệt là đẹp. Vậy cái phòng này này, tại vì cái tỷ lệ nó rất là chuẩn. Anh vẽ chuẩn, chứ còn em nói với anh chứ bây giờ anh vẽ cái phòng mà nó cũng y như phòng này mà xem. Nó vẽ những cái tỷ lệ như cứ thế thì vẽ ra đấy chị. Nó phải chụp đúng kỹ thước như này. Cái phòng này, cái mẫu này là dành riêng cái phòng này. Đúng rồi, nó vòm. Chính xác. Vuông mới làm được. Cái mẫu này chính xác là dành riêng cho phòng. Nói thì không chuẩn là dành riêng cho cái phòng này. Giờ đấy hát thì mới đẹp hơn đấy. Quên mất. Đi quay nhiều rồi mà rốt. Hát sáng là nó đẹp, nó thu ở camera đẹp. Má con dòng này đẹp hơn này. Đã đột hơn đường đi.